Dù mới du nhập vào Việt Nam được khoảng 2 năm nay, nhưng shisha đã trở thành một trào lưu ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Nếu như ban đầu hút shisha chỉ thu hẹp ở trong những quán bar hay là vũ trường, thì nay bỗng nhiên thì đã tràn ra nhiều quán cà phê và quán trà chanh bình dân. Và điều đáng lưu ý là đối tượng mà shisha hấp hồn không ai khác chính là bộ phận không nhỏ những thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường. Hàng trăm nghìn đồng cho một lần hút shisha, hàng chục đứa trẻ chung nhau hít khói từ một chiếc bình trong bầu không gian mịt mù và mờ ảo. Và những hình ảnh này thì khiến nhiều bậc phụ huynh cũng như là bất kể ai nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng. Cuối giờ chiều, tại một quán cà phê shisha, cảnh tượng như thế này có lẽ không hiếm để bắt gặp. Chỉ với một chiếc ống nhựa, bình đựng chất hút, làn khói trắng thoang thoảng hương dần bao phủ không gian như làm nền cho mọi cuộc tán gẫu. Các em học sinh trung học vẫn khoác trên mình chiếc áo trắng đồng phục, đeo trên lưng những túi cặp đựng đầy sách vở hòa vào làn khói mờ ảo. Shisha nó cũng chỉ là một cái thú vui để giải trí hoặc là có những cái để hút cho vui mồm thôi. Các bạn nói chuyện vui thì các bạn hay gọi một bình ra để hút. Hút xong rồi lúc đầu em cũng sợ không dám hút, nhưng mà chúng nó cứ cả lũ hút, chẳng nhẽ mình mày lại không hút. Xong rồi lại nhà quê đấy nọ kia. Thế là em cũng thử một vài lần ấy, thì cô thấy nó cũng không có vấn đề gì nhiều lắm nên là cấm, nhưng mà em vẫn cứ hút. Mặc dù bắt buộc phải chiều lòng các thượng đế nhỏ, song các chủ quán cũng không thể hoàn toàn bình thản trước những bữa tiệc khói như thế này. Nhưng thực tế thì trong cái quá trình mà kinh doanh thì cũng có một số các bạn trẻ tương đối trẻ là học sinh cấp 2 hoặc cấp 3. Thì đương nhiên là khi mà mình làm cái ngành kinh doanh dịch vụ thì cũng phải chiều theo ý khách hàng thôi. Thì vẫn có thể phục vụ là kèm shisha, kèm theo đồ uống dành cho các bạn tương đối trẻ như thế. Nhưng thực tế mà nói thì khi mà bán cái đấy thì cho đối tượng khách hàng thì mình cũng tương đối là lăn tăn, vì cái độ tuổi đấy chưa thực sự phù hợp để sử dụng hút shisha. Shisha là một loại điếu thuốc hút qua ống nước có xuất xứ từ các nước Ả Rập. Những năm gần đây, shisha bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong các quán bar, nhà hàng, vũ trường và giờ là cà phê ở Việt Nam. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, cho rằng shisha không gây nghiện và tác hại như ma túy, nhưng thực chất tác hại của nó gây ra cho người dùng cũng không hề nhỏ. Tác hại của nó cũng giống như thuốc lá, nhưng mà nó còn mạnh hơn rất là nhiều, và cái hậu quả của nó chúng ta biết là ung thư vòm họng, ung thư phổi, thì đấy là cái mà chúng ta thường gặp nhất. Và hiện nay chúng ta biết là giới trẻ bắt đầu đi vào sử dụng rất nhiều, và cái nguy hiểm nhất ở đây đó là sử dụng tập thể. Và từ cái sử dụng tập thể shisha dẫn đến cái việc mà có thể là lôi kéo nhau đi sử dụng các cái loại ma túy khác, ví dụ như sử dụng hút cần sa, bởi vì cái bình đó người ta cũng sử dụng được để hút cần sa. Những thú vui này có thể mang lại niềm hân hoan vui sướng cho các em ngay khi các em còn non dại. Nhưng chỉ vài năm nữa nhìn lại, liệu các em có hối tiếc vì đã cố ép mình lớn quá nhanh? Những đôi mắt tinh anh, những nụ cười hồn nhiên tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Các bậc phụ huynh có lẽ nên quan tâm hơn đến con em mình, đừng để màu áo trắng kia dần mờ khuất sau làn khói thuốc mịt mù.